Có thể bạn chưa biết, cuộc đời đại bi kịch của Van Gogh huy hoàng chỉ khi ông đã nằm xuống sau những khốn khổ đầy đọa lúc còn sống. Dù bạn có đam mê nghệ thuật hay không, thì chắc chắn một lần trong đời bạn đã từng nghe qua hoặc xem qua những tác phẩm nổi tiếng của vị họa sĩ lừng danh Vincent Van Gogh. Thế nhưng, khá chắc nhiều người, trong đó có bạn và tôi, không thể hiểu hết về cuộc đời đầy khốn khổ và đau buồn của ông. Tiểu sử của danh họa được đánh dấu bằng sự nghèo đói, cô đơn, ruồng bỏ và căn bệnh tâm thần. Hơn 900 bức tranh và 2.000 tác phẩm nghệ thuật đã được ông vẽ nên không nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng, mà chỉ đến khi qua đời, chúng mới được săn tìm, đấu giá cao ngất ngưởng và coi như một biểu tượng về địa vị. Van Gogh thất bại trong tất cả mọi thứ ông cố gắng. Mùa hè năm 1888, Van Gogh rời thành phố Paris và đến vùng Provence của Pháp. Tại đây, ông có một căn nhà lớn màu vàng mơ ước cùng những họa sĩ có cùng chí hướng làm việc. Paul Gauguin, một đồng nghiệp của ông, trông có vẻ rất hợp, nhưng thật không may, hai người nhanh chóng xảy ra cãi nhau. Họ đắm mình trong men say và gái gú. Theo lời Gauguin, sau một cuộc cãi vã gay gắt, Van Gogh đã tự mình tác động vật lý khiến ông mất đi phần lớn thủy tay trái. Sau đó, ông đi đến một nhà thổ quen thuộc và đưa ra phần tay ấy cho một cô gái điếm khiến cô ngất xỉu ngay tại chỗ. Vì lời khai của Gauguin là điều duy nhất còn sót lại nên chúng ta không ai biết được những điều gì đã trải qua với đôi tay của Van Gogh. Ông được đưa đến bệnh viện và tự xác nhận mình bị tâm thần. Ngay cả sự qua đời của ông thường được tuyên như một vụ tự sát, e cũng không phải là sự thật. Cuốn tiểu sử đồ sộ Van Gogh The Life của hai cây bút Steven Knife và Gregory Whitesmith đã hé lộ nhiều góc khuất đằng sau sự ra đi của ông. Theo đó, nhiều người cho rằng ông đã mượn một khẩu súng lục từ chủ nhà trọ, lấy cớ dọa lũ quạ khi ông đang vẽ, nhưng thực ra là để. Tuy nhiên, hai tác giả đã khẳng định có bằng chứng chứng minh ngược lại lập luận này, vì Van Gogh không để lại thư tuyệt mệnh và viên đạn khiến ông qua đời đã xuyên vào cơ thể từ một góc xiên không bình thường. Có điều gì đó ở cuộc đời 37 năm ngắn ngủi đầy đau khổ ở Van Gogh cứ khiến người ta phải trằn trọc. Vài phút của video không thể giải bày hết cuộc đời của Van Gogh, nên nếu có điều kiện, bạn hãy thử tham khảo cuốn sách Van Gogh The Life này nhé. Và đừng quên follow kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé.